Hello cả nhà. Rồi bây giờ Ngân sẽ làm một cái video rất là ngắn nha. Chỉ cách làm sao mà gắn Rise on Pixie cho không có bị rớt. Tại vì biết là nhiều anh chị gắn Rise on Pixie lên mà bị rớt hoài à. Rụng ra hết, cho nên bây giờ mình sẽ làm cách gắn cho mấy anh chị coi luôn ha. Và cái Pixie em xài đây, em không có xài là mắc tiền, tại vì mắc tiền quá khách không có tiền trả. Hai ngón này thì mình lấy 15 đồng thì được, còn loại mà Swarovski á thì nếu hai ngón thì mình phải lấy 20 đồng trở lên, mà khách có thể là họ họ ngán, không phải ai cũng có tiền trả, cho nên em gắn loại thường thôi nhé. Và tất cả những ngón khác thì em sẽ gắn hột xoàn thì rất là nhanh. Trước tiên nói tới gắn hột xoàn thì mình phải có glue gel hai bê trần. Tên này không dám đọc nha, tạm biệt đó, tên này mới vào mà đọc tạm biệt ở đâu có được. Rồi chỗ nào mình gắn hột xoàn thì em sẽ bỏ glue gel đó, em quét đều hết luôn đi. Tại vì cái glue gel gắn hột xoàn của mình á, nó không hề chảy. Và khách, ngay cả chính khách của mình cũng đều nói là gắn họ nó ở rất là lâu. Rồi, cô này cô chỉ gắn kiểu đơn giản xung quanh cuticle thôi. Em một ngón pixie thì chủ yếu là em sẽ show cho mấy anh chị coi ngón pixie. Còn tất cả cái này thì em nghĩ là mọi người đều gắn được hết rồi. Đó, em đi trước nguyên một cái hàng glue gel xung quanh cuticle để mình gắn lên ha. Hai chị Cindy. À, rồi. Hôm nay thứ bảy chắc mọi người busy phải không? Hai hai mấy anh chị mới vào nhé. Hai Bi Trần. Dễ thương vậy. Nói chuyện dễ thương vậy. Ok, cái ngón này thì em sẽ đi hộp lớn, rồi bắt đầu tới hộp nhỏ hơn nè. Cái này là em chỉ xài hộp thường của Nail Job thôi đó nha. Hộp thường thôi nhưng mà nó cái chất lượng nó tốt á, cho nên nó đủ sáng lấy tiền của khách cũng được. Hôm qua em thấy có một bài post trong O bao ngày nail. Oh my god, đã gắn hộp không có tốt rồi mà còn cover lên trên bằng cái gì ta? Cover lên trên bằng cái gel hay là top coat gì đó không biết. Trời ơi, nhìn cái móng thấy đau lòng luôn á. Mình đừng bao giờ cover cái gì lên trên hột xoàn nha mấy anh chị. Mình cover lên cái móng, cái hột xoàn của mình nó bị hư liền á. Nhiều khi một số người không biết á, mua hột xoàn tốt về xong rồi bỏ top coat hay gì cover lên là coi như hư hột xoàn của mình liền. Cho nên nhất định không bỏ gì hết. Ok. Thank you Bi. Trời ơi thả tim dễ thương quá. Chụp không kịp luôn. Hôm nay không đi làm hay sao mà rảnh ngồi thả tim vậy. Đó, mình gắn rất là nhanh. Tiếp tục tới ngón út. Xong một lượt cái gắn hột xoàn này nè mấy anh chị, nguyên một bàn tay để mình gắn. Mình sẽ lấy rồi hai ngón pixie nữa, hai ngón pixie thì mình lấy cho là 15 đồng đi ha. Nói chứ tùy khách mà, để em chặt. Khách này còn trẻ, học sinh không có tiền, mình chặt cũng đâu có được, làm mất tiền quá thì mình lỗ. Cho nên mình phải có hai loại hàng để mình làm. Thông thường em ăn gian là em xài hột mấy cái hộp này, nếu mà khách mắc tiền hơn tí mình xài chung với hộp Swarovski cũng được. Rồi ok, now moving back and then tới pixie ha. Nhiều người nói pixie phải làm sao để cho nó dính, và rất là dễ để cho pixie dính, nhưng mà nếu mà không biết xài thì nó cũng sẽ rụng hết. Ế quá không có làm. Ủa ở đâu tiểu bang nào sao thứ bảy mà ế? Trời ơi thứ bảy mà ế là không được nha, thứ bảy là người ta phải hốt không thở luôn á. Rồi pixie thì em sẽ lấy glue gel, rồi lấy một cây cọ giống như là gel builder gì đó quét lên. Tại vì cái này nó khác với gel builder là cái này nó khô luôn, nó không có còn rít nữa. Cho nên á mình gắn hộp mình không có cần phải chùi lại. Còn hộp trước gắn bằng gel builder thì phải bỏ thêm một cái lớp top coat lên trên, chứ không thôi nó bị rít rít mà không có chùi được. Sau mình sẽ bỏ không quá mỏng nha mấy anh chị. Đó, có nhiều chị nói là tại sao cái glue gel này nó đặc quá, nó dày quá, nó không có mỏng như top coat.
mỏng như top coat nó sẽ không giữ được pixie, cho nên mình phải cần cho nó có cái độ dày một tí xíu để cho nó giữ được cái hột của mình nó tròn. Mà sau khi xong, chùi hai bên mép cho nó thẳng nè. Đó, chùi ra khăn giấy. Ấy quá, không có gì làm mà nghe buồn dậy, nghe buồn dậy nè. Rồi cái pixie thì ở đây mình có một cái nắp, cái hũ của mình có cái nắp. Thường em sẽ lấy cái nắp em để đây. Em có cái nail clip. Cái hũ đang xài này nó bị rớt, cái nó bị dính lên nắp, nó rớt ra ngoài. Nếu mình để cái hũ nghiêng, mình chuẩn bị đổi qua cái hũ kia kìa, nó đẹp hơn. Ok, move this one up. Nó đẹp hơn mà nó sẽ không có bị đổ ra ngoài. Cái đổ ra ngoài của mình nhiều khi cũng hao đó. Mình để sát lên trên, mình rải thì nó sẽ không có bị nhảy tứ tung. Nó rớt xuống là nó rớt xuống cái nắp. Đổ kỹ hai bên mép. Bên đây phải đổ ngược lại, bên đây đổ qua. Đổ thêm mũ nữa đi cho nó đầy đủ. Đó, xong cái này thì mình đổ nó lại trong cái hũ thôi. Đó, xong ha, mình chùi cái tay của mình cho sạch nha. Bắt đầu ịnh hột vô nè, ịnh trên cái mặt hột, ịnh vô nè. Ịnh đều xuống nha. Mọi người thấy cái mặt của nó phẳng rồi chưa? Nó không có bị cao thấp đó. Như vậy là xong rồi, mình vét cái nếp của cái này lại. Cái nếp của cái móng nè, mình chỉnh cho nó thẳng hàng lại. Nó sáng làm cái móng đỏ nè, giờ cái móng tay thấy ghê luôn, thấy không mấy anh chị? Đó, cho nó nằm đàng hoàng. Cái đầu của nó cũng chỉnh cho nó thẳng lại. Rồi, như vậy là bảo đảm nó sẽ không có bị rụng. Đó, như vậy lấy tiền khách cũng được rồi, đúng không? Không có cần hột mắt tiền quá. Đương nhiên hột mắt tiền hơn nó đẹp, nhưng mà quá mắc khách giả không nổi. Rồi, hơi đèn. Kìa. Em sẽ chụp thêm 60 giây luôn đi ha. Dạ có, Bi Trần. Chị Oanh khỏe không chị Oanh ơi? Rồi, qua mấy cái khác để gắn cái hột sòn trước đi ha. Thôi, sẵn làm cái này mà làm cái này lượt luôn. Đó, chút nữa là em bị rối rồi đó. Ok, cũng là ngon. So this one, this side you want on ring finger too? Good, I keep look at your eyebrow. It's just so pretty. Thank you. Mới vừa làm xong bà khách Mỹ Trắng bảo ấy, ê, hình như khách của mày, tao coi khách của mày toàn là Mỹ đen không phải không? Đó nó, ủa sao bà biết hay vậy? Nói, tao coi vòng, tao thấy cái style của mày làm nè, rồi mấy cái mẫu móng mà chụp hình lên nè, tao thấy toàn là da đen không mà. Nếu mà mày không có ngại, tao hỏi mày vậy phải không? Nó, đúng rồi. Nhưng mà nghe cậu nói luôn mà tao không có khe là cái color nào hết á. Chỉ là khách hàng nice and then we enjoy time together, chill là good rồi. Rồi, bây giờ mình rắc lên ha. Sau khi chỉnh cái nếp của cái treo xong, mình rải lên nè. Rải đều lên. Đó, cái glue gel này thì mình không cần phải xài top coat gì hết, tại nó đặc lắm, nó không có di chuyển nó hết, nó nằm yên chỗ ha. Cho nên mình không có cần xài top coat gì lên nó hết, sao là để yên nguyên vậy luôn. Ok, xong rồi đóng nắp hộp lại. Ok, giờ hai bên đây bắt đầu chùi ngón tay cho sạch, ịnh cái móng nằm, ịnh cái hộp nằm xuống. Ok. Rồi cái này nhiều chị cứ hỏi em qua làm sao cho đừng có chóc. Cái này mà không biết gắn á, không có glue treo, không biết gắn, gắn đi khách đi ra tới cửa ra đi vô rồi. Nó chóc ra hết. Rồi đó, mình đo cho cái móng nó nằm theo cái shape của nó, đừng có bị tràn ra bên ngoài. Mình đè cho cái hộp nó nằm xuống. Rồi có thể cho hơi đèn 5 giây thôi. Để cho mình ở ngoài đây mình chuẩn bị. Nào, clear 5 seconds.
mình chuẩn bị mình làm cái khác. Đó, giờ kéo cái hộp này lại tiếp. Hai chị Tina Nguyễn. Em có bán. Dạ, chị phải order trên Nail Shop á chị. Giao trong Nail Shop là có hết mấy cái đồ em xài trong đó. Rồi bắt đầu mình dẹp này qua một bên ha. Thì cái tay này nè, hai cái tay này mình gắn ít gì cũng là 25 đồng nhưng mà rất là nhanh. Tại cái này cứ tính hai ngón 5 đồng, hai cái kia 15. Mấy cái khác cộng hết là cho là 25 đi. Thì em biết làm sao em lấy giá cũng không có cao lắm nha. Chắc tại làm khách này quen rồi đó. Dẻ thì lấy cao lắm. Còn mấy cái móng thường gắn hộp son này kia lấy không có cao lắm. Ok. Vừa đủ để khách trả tiền. Tại làm cho khách còn quay lại. Phù hợp túi tiền. Rồi bắt đầu mình để một đường như vậy. Còn dư thì bỏ lại trong cái hũ, không sao hết. Chùi lại bỏ trong cái hũ. Hũ này xài cũng lâu lắm. Em không biết xài bao lâu nữa, không có để ý, nhưng mà xài được rất là nhiều. Hai chị Jenny Nguyễn, hai anh Tùng Phan. Rồi bây giờ mình sẽ gắn ha. Ngón này thì ngón nhỏ cho nên mình gắn hộp nhỏ ở giữa này, hộp lớn giữa rồi thấy mấy hộp nhỏ xung quanh. Tùy theo ngón mà mình gắn cái size hộp khác nhau. Ở đây hộp nhỏ em đang xài là size 5, hình hộp lớn ở giữa là size 8. Thường em chỉ xài 3 size, 4 size. Hồi trước 3 size mà sau này thêm size nữa, để trừ khi nào có mấy cái design là 3, 5, 8, 16 là mấy cái size mà em xài. Thấy bao nhiêu đó là nó cũng đủ rồi, không có cần phải nhiều quá. Ok. Đó, em để trên đây em cho thấy luôn là cái hộp chính giữa này nè là hộp Swarovski. Còn hai hộp hai bên là hộp thường của Nail Shop thôi á. Mà cái độ sáng của nó không có chênh lệch nhiều. Đó, mấy anh chị thấy độ sáng của nó đâu có chênh lệch nhiều đúng không? Thì khi vậy mình có gắn chung với mấy cái hộp design này kia, khách họ nhìn họ không biết. Mà tiền thì mình cũng lấy được cái giá cao, tại chất lượng nó tốt. Ok, let me see the other hand, Michael. Ok, 1, 2, 3. Ok, take out one. I do extra one. Ok. Rồi, mình cứ ảnh đều lên thôi. Có cái cây gắn hột sòn, cái glue gel thì mình gắn hột sòn nó nhanh hơn nhiều. Em thông thường thì ít khi nào em đếm lắm. Cứ muốn cho nó biết nó đồng hay không, bên này hộp, bên kia hộp, khỏi phải đếm mất thời gian. Hai chị Vanessa Bùi. Đó. Lớn xuống đây. Tại ngón tay, ngón cái, ngón lớn thì mình gắn luôn hạt lớn, không cần gắn hạt nhỏ. Tới hai bên này muốn thì mình thêm hai hạt nhỏ hai đầu. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ cho hơi đèn. Yeah, a little bit. Dạ có ship chị Nguyễn Tina ơi. Mình ship đi Úc, đi châu Âu này. Rồi anh chị nào mới gọi không biết. Khi em đang like mọi người gọi vào mới được. Rồi bây giờ mình để cái này qua bên. Đây mình chuẩn bị cho top coat. Thì cô khách này cô thích là shiny top coat, cho nó thích matte. Rồi give me the other hand.
Bây giờ cái tay bên đây của mình xong rồi, mình sẽ bỏ top coat lên thôi. Mình đi mỏng, vuốt mỏng hai bên ha. Rồi, cái top coat này của mình nó rất là mỏng. Và nhưng mà nó lại bóng lắm. Mỏng mà lại bóng. Đó, mọi người thấy dễ thương không nè. Rồi, now we can change the hand. Hai chị Tammy khỏe không chị? Hai chị Thảo. Em khỏe, khi nào mà nghe tiếng em thấy em còn khỏe. Em mà có mệt cho em làm nail một chút thì em cũng khỏe. Riết bị bệnh hết liquid, riết quen hay sao. Nãy có cô khách ngồi đây, cô khách người da trắng mà làm, em làm mà cứ hỏi hoài tại sao thơm vậy, tại sao cái mùi này nó thơm giống như mùi baby powder vậy, nó không có giống như cái mùi liquid mà ta thường xài, mùi tiền hả? Mùi tiền hả? Hết mùi tiền cũng khỏe đúng không? Cái này đúng nè, chúng tâm lý nè, biết hay vậy. Top của mình là của Crystal Top nhé. Đâu cái chai Crystal Top của em đâu nè. You want me to do it again or no? No, it's good. Của mình là Crystal Top. Cái này sơn cho dip, cho gel này kia cũng được. Hết nhiều là tiền nhiều ha. Ôi đủ rồi. Giờ sáng giờ chị làm đủ rồi. Thêm con này nó là được 200 rồi. Đủ rồi, đi về. Vừa làm vừa câu hết chị Kim. Bữa nay busy mà. Làm nail bị ghiền, đúng rồi chị. Chị Ngân, can you help me with the problem with the chameleon powder when I do it not bright? Không có sáng hả chị? Cái chameleon powder thì khi mà mình sơn thấp, sơn nước đầu hơi đèn khô, có thể sơn nước thứ hai hơi đèn khô luôn, hơi đèn 30 giây lấy ra rồi chị mới ịn lên thì nó sẽ sáng. À, do em có nhiều đam mê. Dạ đúng rồi, em mê nail lắm. Tới khách làm, em làm mà khách còn thấy mà. Ok. Đó, xong đây là cái bàn tay của mình rất là nhẹ nhàng. Đó, bộ này full set là tính, full set bộ này tính 60 đồng. And 25 đồng tiền hộp sòn. Đấy, 28. Đó, là 88. Rồi lấy 85 thôi, 88 mắc quá toàn nghiệp. Ok, rồi. À, mọi người thấy cái pixie này nè của Journal đấy ha. Cái pixie này là cái mà em đang xài đó rồi. Pixie của Journal. Thì cái hộp của nó ra nó cũng sáng như vậy nè. Rồi, thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nhé. Và hẹn gặp lại. Bye bye.